mày quấy lộn rồi, mày quấy lộn, đứng ra đây mày. Mày quấy phao, mày quấy phao. Mày bước ra đây. Thằng này không sợ thằng nào, chả có nào sợ mày đâu có. Sao vậy? Sao tự nhiên mày đánh bé đẹp vậy? Cười cái coi. Làm gì la ông sụp vậy? Tự nhiên đòi đánh tôi nè. Mày làm gì người ta đòi đánh mày? Tôi nó không quen biết gì hết. Tôi nói không câu rồi đánh tôi. Nói cái gì? Tôi nói anh đang cho tiền, có tiền cho mượn 200 triệu. Trời ơi, rồi đánh tôi, đã vậy chữ tôi khùng. Xin lỗi mày khùng mà biết nhăn mùng chạy chiếu hả mày? Không mà biết ăn hủ tiếu với bún riêu. Không mà biết nói tiếng yêu I love you ok. Khùng khùng đá lọt vô thùng khỏi ăn tới luôn. Sao bây giờ hẹn ra đây làm gì vậy? Ông á nha, ông ác lắm. Ông xuống tôi cá độ đá banh đánh đề cờ bạc. Ông nói có thi vô, trời ơi, Cường ơi, Cường, lượt đi hả? Bảo đảm Việt Nam sẽ thắng, nằm Việt Nam đi, chắc có nửa trái à. Tôi về tôi cơm tiền, giờ tôi 50 triệu, tôi xuống sát Việt Nam, cuối cùng không không banh thay. Vợ tôi nó biết tôi chôm tiền cá đội nó banh, nó tóc cổ ra ngoài đường, tôi sống dưới gầm cầu. Đó. Tưởng gì bị vợ đuổi mà đem ra đây khoe. Mày là cái thứ sợ vợ. Sợ vợ sống lâu, nể vợ bất u sầu. Nể vợ cái đầu là trương sinh bất tử. Đánh vợ như tử đại kịch bất đạo. Vợ hỏi nó xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng. Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc. Vợ sai mà hằng học mà trời đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngậm căm là lòng lan dạ sói. Để vợ mà nhịn đó là tội nhân thiên cổ. Để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn dụng là tứ mã phanh thầy. Nó sợ vợ mà nó làm thơ được luôn á. Mày không phải dạng dừa đâu. Mày dạng chúa sợ vợ. Ai trong đời mà không sợ. Không sợ mẹ thì sợ cha. Từ lúc bé tôi sợ má. Khi lớn lên tôi sợ vợ. Vợ của tôi thì tôi sợ. Sợ thì sợ mà chơi thì chơi. Quá bảnh luôn ha. Ê mày nói chơi thì chơi chứ mày dám có bồ không? Ai có vợ mà chẳng có bồ. Bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống công khai. Cưng nằm trong bí mật. Cưng được yêu hơn vợ. Vợ được một thì cưng được hai. Dữ ha. Ê mày hát kiểu vậy có khi nào mấy anh này anh quay phim về nè. Vợ mày nghe được cái cạo đầu mày không? Nó cạo rồi tóc nó ra lúng túng. Nhưng mà yên tâm đi. Tôi làm đoạn cuối bài hát hay quá. Tôi lăn xê vợ tôi nó khoái cho vô nhà ở tiếp. Ê mày làm sao vậy? Gặp nhất lúc hiếm nguy. Vợ bên ta kề cận. Cưng thì biên mặt vàng. Chỉ có vợ là number one. Vợ là số 1. Mày nói vợ là số 1 gì chứ mày biết cách nào để phân biệt sự khác nhau giữa bồ với vợ không? Không những tôi phân biệt làm thơ lục bát trong nghe. Nếu thấy hay mở luôn tút tôi bắn qua cho. Làm thử đi coi. Nghe nè. Bồ là bàn nhậu có mồi. Vợ là con mùi đáy nồi thẩm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu. Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu quý trong bình. Vợ là nước ở ao đình thấy ghê. Nhìn bồ con mắt nó phê phê. Nhìn vợ con mắt nó ghê ghê, nó gườm gườm. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền. Vợ tiêu một cách thì liền kêu than. Bồ giận thì quỳ lạy thắp nhang. Vợ giận bị mắng bị phan ngay liền. Một khi tôi hãy còn tiền, bồ ôm thấm thiết hôn liền với anh. Một mai hết sạch sành sách, bồ đi vợ lại đón anh về nhà. Bồ là lều, vợ là nhà. Gió lớn lều sụp cái nhà còn nguyên. Hay. Ý mày nói là cái người tốt nhất đối với mình chính là vợ mình. Đúng rồi, vợ là trên hết ở đây ai thích ở nhà con cha này ở liều. Là bậy rồi nha. Hôm nay vui tôi tặng cho ông hai câu thơ mới để đời. Bồ là phở đóng thấy ghiền, ăn vô một miếng quất liền hai tô. Còn vợ là cơm muối của ta, nhưng là cơm tấm của thằng cha láng giềng. Có vợ nha, không biết yêu thương vợ nha. Ông đi riết đi nha, cái thằng láng giềng nó qua nó quất cái gì cơm tấm nó khỏi chai nước mắm luôn. Nói thì gớm đó mày ơi.